Chào mừng quý vị khách hàng đã đến với livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali, cơ sở 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục có mặt trong phòng tư vấn da của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và bác sĩ thì đang tư vấn cho vị khách hàng, thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một chút để cùng hiểu xem là cái tình trạng da chị đang gặp phải là gì nhá. Em chào bác sĩ, em chào chị ạ. Vâng, chị ơi, hiện tại thì em xin phỏng vấn chị một chút được không ạ? Thì không biết là mình đang gặp cái tình trạng gì đấy ạ? Chị đang gặp tình trạng là xuất hiện những nếp nhăn ở trên mặt. Vâng. Hai bên thì bị cháy xệ. Vâng ạ. Vậy thì bác sĩ ơi, với cái tình trạng da của chị khách hàng như vậy thì mình có cái phương pháp gì để điều trị không ạ? Mình xin chào mọi người, cũng như là vừa phân tích với chị khách hàng ấy, thì đối với cái da của chị, thứ nhất là hai cái vùng rãnh ròng ở đây rất là sâu. Cộng với là cái phần má của chị nó hơi chảy một chút, và đặc biệt là những cái vùng nếp nhăn ở vùng mắt cũng khá là nhiều. Thì mình đang lựa chọn cho chị cái liệu trình là cấy chỉ Ichaberis để nó giúp là cải thiện những cái vùng rãnh sâu ở đây, phần và cái phần nhất là cái đường viền hàm, khi mà mình chụp nó bị hóp cái phần dưới này, và dưới này nó chảy rất là nhiều và sau nó tạo cho chị cảm giác bị già trước tuổi rất là nhiều, và đặc biệt là mọi người có thể nhìn thấy rõ luôn là những cái nếp nhăn ở đuôi mắt chị khá là rõ, và cái tình trạng quầng thâm và vọng mắt. Và chị Hoa ơi, chị năm nay không biết là chị đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay chị gần 35 tuổi. Chị gần 35 tuổi ạ. Thế mà thực sự là em không muốn làm chị buồn đâu, nhưng hiện tại thì em thấy chị đang bị hơi già so với tuổi một chút thôi. Và em hy vọng là khi mà chị sử dụng cái công nghệ căng trị Ichaberis bên Thẩm mỹ quốc tế Bali thì mình sẽ cải thiện được cái làn da của mình, và mình sẽ trẻ hơn cả cái tuổi thật của mình chị nhá. Và... chị cũng đang rất là mong đợi, tại vì là cũng tìm hiểu nhiều rồi ấy, nên là thì có bạn giới thiệu đến đây nên là cũng quyết định để làm ấy. Tại vì là cũng đã từng chăm sóc nhiều nơi rồi, thì cũng đã từng áp dụng nhiều cái mà người ta hướng dẫn, người ta mình tham khảo, mình tìm hiểu, thì mình cũng làm nhưng mà cũng không có tác dụng gì cả. Nó thì cũng không mang lại được cái nhu cầu mà chị mong đợi. Thế thì vừa rồi thì bác sĩ đã tư vấn và thăm khám cho chị rồi, thì chị còn thắc mắc gì với bác sĩ không ạ? Bây giờ thì chỉ mong là để nhanh nhanh để hoàn thành xem là cái khuôn mặt của mình nó có thay đổi mình không cũng thôi. Đã nóng lòng là muốn nó thay đổi bản thân rồi đúng không ạ? Vậy thì em sẽ không để chị chờ lâu nữa, mà bây giờ em sẽ mời chị là mình lên trên phòng dịch vụ và thay đồ, và mình sẽ biến hóa trở nên xinh đẹp hơn chị nhé. Và quý vị thân mến, quý vị hãy chờ đón sự thay đổi của chị Phương Hoa chỉ sau một tiếng nữa thôi ạ. Quý vị đừng rời khỏi fanpage của Thẩm mỹ quốc tế Bali nhé. Xin chào và gặp lại trong livestream tiếp theo.